Truyện vạn cổ thần đế, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Campbell Fiction Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 206, ở lần ranh sinh tử. Khổng Hùng Bích phất tay nói: dựa theo kế hoạch của ta, lập tức thi hành việc này. Kế tiếp nhìn xem các thế lực sẽ phản ứng như thế nào. Ha ha. Lúc chạm vạn tối, thời điểm Trương Nhật Trần chuẩn bị đi ám sát vị thống lĩnh thứ tư, một tin tức rung động thiên hạ truyền vào Phượng Vũ Cung, đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Phượng Vũ Cung là thành lâu lớn nhất Thánh Minh Thành, tự nhiên là địa phương tin tức truyền bá nhanh nhất, cho nên Minh Đường rải lời đồn ở trước tiên liền truyền đến nơi này. Cường giả thần bí giết chết Quách Lỗ, Hàng Ưng, Diêm Hồng Liệt là thời không truyền nhân Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần giá lâm Thánh Minh Thành, chuẩn bị đại khai sát giới. Thời không truyền nhân có thể khống chế thời gian và không gian, có thủ đoạn quỷ thần khó lường, đã thả lời muốn giết hết toàn bộ thập đại thống lĩnh của Thương Long Quân. Các loại ngôn luận về Trương Nhật Trần dùng xu thế xét đánh truyền khắp Thánh Minh Thành. Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ biết được tin tức cũng chấn động, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhật Trần trở nên càng thêm không giống. Trước kia các nàng chỉ sùng bái Trương Nhật Trần, nhưng bây giờ lại thêm vài phần kính sợ. Yến Vân Tề và Phó Thương ăn khô mục đan, thương thế đã khỏi hẳn. Sau khi hai người bọn họ nghe được tin tức cũng biến sắc, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Cường giả đang mặt nạ kia lại là thời không truyền nhân Trương Nhật Trần. Danh khí của Trương Nhật Trần quá lớn, làm ra rất nhiều đại sự chấn động thiên hạ. Không lâu trước kia, hắn liên tiếp giết chết hai vị thánh giả ma giáo, danh khí đẩy tới đỉnh phong. Biết được tin tức, Tần Vũ Đồng vội vàng đuổi theo Trương Nhật Trần sắp đi ra Phượng Vũ Cung, nói chẳng biết việc này. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Trương Nhật Trần hỏi: ngươi thật là thời không truyền nhân Trương Nhật Trần sao? Trương Nhật Trần rất bình tĩnh nói: trọng yếu như vậy sao? Nghe nói như thế, tâm hồn thiếu nữ của Tần Vũ Đồng nhanh chóng nhảy lên. Rốt cuộc có thể khẳng định nam tử thần bí Trương Bắc là tuyệt thế kỳ tài nhanh chấn thiên hạ kia. Bất quá tâm cảnh của Tần Vũ Đồng rất cao, như trước bảo trì tâm bình khí hòa, lần nữa hỏi: vì sao ngươi giúp chúng ta? Trương Nhật Trần lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói. Đúng lúc này là có tin tức truyền ra, tạo thành chấn động càng lớn, làm toàn bộ Thánh Minh Thành rung chuyển. Thậm chí còn có người mặc kệ tin tức thực giả, nhanh chóng truyền tin tức ra Thánh Minh Thành, truyền đến Trung Ương Hoàng Thành, từng cổ giáo, từng trung cổ thế gia. Bởi vì tin tức này thực quá kinh người, đủ để oanh động thiên hạ. 800 năm trước, hoàng thái tử của Thánh Minh Đế Quốc chưa chết, đã trở về chỉ là thời không truyền nhân Trương Nhật Trần. Sở dĩ Trương Nhật Trần giết chết ba vị thống lĩnh của Thương Long Quân chính là vì báo thù. Nữ hoàng sớm đã biết được thân phận chân thực của Trương Nhật Trần, cho nên mới hạ chỉ bắt hắn, không hy vọng hắn lớn lên. Trương Nhật Trần chính là thời không truyền nhân, có thể khống chế lực lượng thời gian và không gian. Hắn vượt qua thời gian, từ quá khứ hoành độ đến tương lai, không lâu sau Minh Đế cũng sẽ trở về. Tin tức không ngừng truyền bá, hơn nữa ở dưới Minh Đường thúc đẩy, giảng thuật càng ngày càng kỹ càng. Nghe được tin tức này, mặc dù là Trương Nhật Trần cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, không nghĩ ra rốt cuộc lại để lộ thân phận của hắn. Chẳng lẽ là Lan Du? Trương Nhật Trần nghĩ đến Khổng Lan Du. Bởi vì toàn bộ Thánh Minh Thành chỉ có nàng mới biết được thân phận chân thực của Trương Nhật Trần. Mục đích nàng làm như vậy là gì? Chẳng lẽ bởi vì ta đi vào Thánh Minh Thành không có trước tiên tìm nàng, cho nên nàng muốn bức ta đi ra? Trương Nhật Trần nhắm hai mắt lại, cảm giác rất khó hiểu. Minh Đường biết Trương Nhật Trần đi vào Thánh Minh Thành, Khổng Lan Du lại làm sao không biết? Kỳ thực sở dĩ Trương Nhật Trần không có lập tức đi Hoàng Lăng, chủ yếu là vì chưa nghĩ thông đến cùng nên dùng tâm tính gì đi gặp nàng. Dùng thân phận biểu ca, dùng thân phận Thánh Minh Hoàng Thái Tử, hay dùng thân phận hậu sinh vạn bối? Hắn và Khổng Lan Du có thân tình, có ân thù, còn lưng đeo thân phận Minh Đường Thánh Tổ và Thánh Minh Hoàng Thái Tử. 800 năm qua đã xảy ra quá nhiều sự tình, bọn hắn còn có thể tìm về tình cảm đơn thuần như lúc thiếu niên sao? Sử dụng thủ đoạn cực đoan như thế, chẳng lẽ đang muốn bức ta gia nhập Minh Đường? Trương Nhật Trần rất không hy vọng là Khổng Lan Du, nhưng lại nghĩ không ra còn có ai biết rõ thân phận của hắn. Hơn nữa có thể ở trong thời gian ngắn truyền tin tức khắp Thánh Minh Thành, tuyệt đối là một thế lực lớn. Rất hiển nhiên Minh Đường là một cái trong số đó. Tần Vũ Đồng đứng ở đối diện Trương Nhật Trần, trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên là cực kỳ giật mình, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Trương Nhật Trần từng lực bảo trì thần sắc bình thản, nói: ta đi đánh chết thống lệnh doanh thứ tư Lưu Hóa Thành trước, người có vấn đề gì chờ ta trở lại nói sau. Không được. Thân hình Tần Vũ Đồng lóe lên, hóa thành làn gió thơm ngang ở trước người Trương Nhật Trần, nói: người phải đi với ta gặp Bạch Tô bà bà, sự tình nguy hiểm như thế người không thể tự mình đi làm, dặn nhất người sẽ ra ngoài ý muốn, ta làm sao tha thứ được mình. Rất hiển nhiên Tần Vũ Đồng cũng có vài phần tin tưởng Trương Nhật Trần là Thánh Minh Hoàng Thái Tử, thái độ đối với hắn đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Đúng lúc này Bạch Huyền Vũ và Bạch Huyền Sương dùng một bà lão cường đức xa trời nhanh chóng chạy tới.
Bà lão ăn mặc bụng bạc, cực kỳ già nua, làn da giống như bùn đất, toàn thân đầy nếp nhăn, trên đầu cũng chỉ còn mấy sợi tóc trắng thưa thớt, cơ hồ muốn rơi sạch. Cảm xúc của bà lão cực kỳ kích động, từ trong tay Bạch Huyền Vũ và Bạch Huyền Sương giãy giụa ra, vọt tới trước mặt Trương Nhật Trần, run rẩy cầm ra hai tay của hắn, hai mắt đẫm lệ hỏi: thái tử, ngươi thực là thái tử sao? Ngươi trở về rồi sao? Tu vi của bà lão cao thâm mặt trắc, thời điểm đang bước vào khu vực này, toàn bộ không gian đã độc lập ra ngoài. Rõ ràng đứng ở trên đường phố phù hoang náo nhiệt là căn bản không ai có thể nhìn thấy bọn họ, thậm chí không cách nào va chạm vào bọn hắn. Trương Nhật Trần nhìn lão ẩu trước mắt, sinh ra cảm giác đã quen thuộc lại lạ lẫm, đồng thời có thể phân biệt ra được bà lão đích thực là có chân tình với mình. Bằng không dùng tu vi và tâm tình của nàng làm sao có thể kích động rơi lệ. Trương Nhật Trần bị cảm xúc lây nhiễm nên không có tận lực che giấu thân phận của mình, hỏi: lão nhân gia, ngài nhận thức ta? Bà lão run giọng nói: ta là Bạch Tu. Bạch Tu à? Năm đó bên người thái tử điện hạ có hai tiểu cung nữ, một người chính là ta. Điện hạ đã không nhớ ta sao? Trương Nhật Trần hơi gợn ra, lần nữa cẩn thận dò xét lão phu nhân trước mắt, có chút khó tin nói: ngươi là Bạch Tu, Bạch gia tiểu tu. Ta nhớ thời điểm ngươi tiến cung mới chỉ 9 tuổi, ngày đó trong cung tiết rơi nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi bị đông đỏ bừng. Bạch gia Bạch thất lão tổ tự mình đưa ngươi đến Đông Cung, bảo ngươi sau này đi theo bên cạnh ta, chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho ta, hơn nữa cùng một chỗ học tập. Lúc kia ngươi mới cao như thế này, sao hiện tại đã hai chữ già nua kia Trương Nhật Trần nói không ra được. 800 năm trước rất nhiều cố nhân đã chết già, nàng còn có thể sống được vốn chính là một kỳ tích. Bạch Tô bà đã nước mắt tuôn rơi đầy mặt, bị Trương Nhật Trần tỉnh lại rất nhiều trí nhớ xa xôi, trực tiếp quỳ trên mặt đất: thái tử điện hạ, ngài thật là thái tử điện hạ. Bạch Tô có thể trước khi chết lần nữa nhìn thấy điện hạ, đáng giá, đời này đã đáng giá. Tần Vũ Đồng, Bạch Huyền Vũ, Bạch Huyền Sương đều chấn động, lập tức đồng loạt quỳ trên mặt đất hành lễ: bái kiến thái tử điện hạ. Thánh Minh Đế Quốc sớm đã hủy diệt, nào còn có thái tử gì. Đứng lên đi, các ngươi đứng lên đi. Trương Nhật Trần thở dài, duỗi tay dìu Bạch Tô bà đứng lên. Chỉ cần điện hạ trở về, Thánh Minh Đế Quốc sẽ không tính diệt vong. Bạch Tô bà đã sống 800 năm, tâm tình rất cao thâm, thời gian dần trôi qua, cuối cùng ngăn chặn kích động trong lòng, hỏi: điện hạ, đại đế và ngài đồng thời trở về sao? Tần Vũ Đồng, Bạch Huyền Vũ, Bạch Huyền Sương vẫn quỳ trên mặt đất, không có đứng lên. Giờ khắc này các nàng cũng lộ ra thần sắc chờ mong. Nếu Minh Đế trở về sẽ là một tin tức càng thêm phấn chấn nhân tâm. Không có, ta cũng đang tìm phụ hoàng. Ánh mắt của Trương Nhật Trần lần nữa nhìn về phía Bạch Tô bà nói: Bạch Tô, sự kiện cung biến 800 năm trước, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi riêng ngươi. Ừ. Bạch Tô bà nhẹ gật đầu. Lần nữa trở lại Phượng Vũ Cung, đi vào một động phủ tu luyện tĩnh mịch. Tần Vũ Đồng, Bạch Huyền Vũ, Bạch Huyền Sương đều chờ bên ngoài động phủ, Trương Nhật Trần và Bạch Tô bà thì vào bên trong. Bạch Huyền Sương hết sức kích động, cực kỳ may mắn nói: hắn lại là thái tử điện hạ, chúng ta nhất định là nhóm người tiếp xúc điện hạ sớm nhất, dạng nhất. Không cẩn thận ta trở thành thái tử phi, vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Huyền Vũ bật cười nói: tỷ tỷ, tỷ không cần lo lắng điểm này, thái tử phi làm sao cũng không tới phiên tỷ. Muội cảm thấy Tần sư tỷ và điện hạ mới thực sự là trai tài gái sắc. Bạch Huyền Sương giả ra bộ dáng tức giận, không ngừng giáo lấy Mùi Mùi. Tần Vũ Đồng đứng ở đằng xa lộ ra rất yên tĩnh, giống như tiên tử trong tranh. Chỉ có điều đôi tinh mâu của nàng lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Vô luận nói như thế nào, Thánh Minh Hoàng Thái Tử xuất hiện đích thực là một tin tức phấn chấn nhân tâm, làm cho ba người các nàng cảm giác mừng rỡ. Trong động phủ, Bạch Tô bà xoay người đi thật chậm, thanh âm khàn khàn: 800 năm trước thái tử điện hạ bị người hành thích, chết thảm ở Đông Cung, đại đế cùng một ngày mất tích, toàn bộ Minh Đế Cung triều đình lâm vào hỗn loạn. Trương Nhật Trường hỏi: ngày ta gặp chuyện, người có biết đến cùng xảy ra chuyện gì không? Bạch Tô bà lắc đầu thở dài: hay, ta cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Ngày đó ta dự dạng trở về Bạch gia, biết được tin tức điện hạ gặp chuyện, đây là lúc chạng vạng tối. Hơn nữa về sự kiện cung biến xuất hiện rất nhiều thuyết pháp, lời đồn nổi lên bốn phía, căn bản không biết nên tin tưởng ai. Có những lời đồn nào? Trương Nhật Trường hỏi. Bạch Tô bà nói: có người nói thời điểm điện hạ chết chỉ có đại tiểu thư của Khổng Tước Sơn Trang xuất hiện ở Đông Cung. Việc này là Khổng Tước Sơn Trang phát động cung biến, muốn cướp lấy giang sơn của Thánh Minh Đế Quốc. Nhưng cũng có tin tức nói người giết điện hạ.
là Trì Thanh Đế Quốc Trì Giao Công Chúa. Thậm chí còn có một chút lời đồn công bố chuyện này có quan hệ tới bất tử huyết tộc, là huyết hậu trả thù. Trương Dực Trần giật mình hỏi: việc này vì sao lại liên quan tới bất tử huyết tộc? Huyết hậu không phải sớm đã rơi vào vô tận thâm uyên sao? Bạch Tô Bà Bà nói: ta cũng là về sau nghe được Thẩm Nhị Gia đề cập qua một lần, hắn nói Minh Đế và huyết hậu có một ít quan hệ di diệu. Lúc trước rất có thể Minh Đế đã hạ thủ lưu tình với huyết hậu, không có đánh đàn vào vô tận thâm uyên. Trương Nhật Trần lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói. Năm đó sự kiện cung biến là có bóng dáng của bất tử huyết tộc, làm cho Trương Nhật Trần cảm giác càng ngày càng khó bề phân biệt. Bạch Tô Bà Bà tiếp tục nói: về sau Khổng Thượng Lệnh phát động chính biến, nắm giữ triều chính, bài trừ đối lập, huyện đáo đến Thánh Minh Thành tỉnh Phong Huyết Chỗ, làm ta không dám tiến vào Minh Đế Cung nửa bước. Lại về sau Trì Thanh Đế Quốc công phá Thánh Minh Thành, lại đồ sát liên tiếp 3 tháng, có tu sĩ chạy thoát ra ngoài, nhưng có tu sĩ là không thể đào thoát. Rất nhiều gia tộc không muốn thuần phục lọt vào tàn sát huyết tinh. Bạch gia chúng ta cũng ở lúc đó cự nát nhà tan, rất nhiều nữ quyến bị bắt, lọt vào đại ngộ thê thảm. Ta đi theo Điện Hạ tu luyện 5 năm, Điện Hạ ban cho ta rất nhiều linh đan diệu dược, cho nên thể chất và tư chất của ta đều xem như thượng thừa, tu vi có thể nói hàng đầu. Thời điểm đấu giá, ta được một vị thánh giả của Phượng Vũ Cung nhìn trúng, dùng giá cao mua vậy. Tính toán ra tờ Phượng Vũ Cung đã hơn 700 năm. Bạch Tô Bà Bà và Trương Nhật Trần liên tiếp nói chuyện với nhau 3 canh giờ, giảng thuật rất nhiều sự tình, kể cả nàng làm sao gặp được Thẩm Nhị Gia, làm sao đột phá thanh cảnh, làm sao trở thành cao tầng Phượng Vũ Cung. Từng việc nàng nói mà lòng chua xót, rất bi thống, không ngừng gạt lệ, giống như là biến thành tiểu cung nữ năm đó. Bạch Tô Bà Bà vừa khóc vừa cười nói: 200 năm trước ta vốn định chết, chỉ có điều Thẩm Nhị Gia hàng năm đều đưa tới một ít linh dược kéo dài tánh mạng, ta mới treo nửa cái mạng, một mực sống đến bây giờ. Mấy năm gần đây lại dùng linh dược, dược lực đã cực kỳ bé nhỏ, tính toán thời gian tối đa 3 tháng ta sẽ triệt để dân lạc, có thể trước khi chết lần nữa nhìn thấy Thái Tử Điện Hạ, cuộc đời này đã không uổng. Bạch Tô Bà Bà cũng không có hỏi thăm kinh nghiệm những năm này của Trương Nhật Trần, chỉ hỏi thăm Trương Nhật Trần có lập tức thông tri Thẩm Nhị Gia hay không. Trương Nhật Trần lắc đầu nói: không được, việc này tạm thời trước không công bố ra ngoài, càng nhiều người biết rõ chân tướng thì lại càng nguy hiểm. Cũng phải, mặc dù là trong chúng ta cũng có nhân mã của các thế lực ẩn núp vào. Rất hiển nhiên Bạch Tô Bà Bà cũng có lo lắng, sợ Trương Nhật Trần lần nữa tao ngộ áp sát. Nàng lại nói: đặc biệt là người của triều đình, một khi để bọn hắn xác định tin tức Điện Hạ trở gì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lời đồn và chân tướng hoàn toàn là 2 loại tình huống, trình độ coi trọng của triều đình cũng không giống. Trước mắt mà nói, vô luận mọi người truyền như thế nào cũng không có thực sự chứng minh Trương Nhật Trần là Thánh Minh Hoàng Thái Tử 800 năm trước. Cho mọi người tỉnh táo lại, một ít tu sĩ lý trí căn bản sẽ không tin tưởng lời đồn này, bởi vì bản thân lời đồn quá mức vô nghĩa, vượt qua nhận thức của người bình thường. Người biết càng ít càng tốt, tạm thời không báo cho Thẩm Nhị Hoàng thúc, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ đích thân đi bái kiến hắn. Trương Nhật Trần nói. Bạch Tô Bà Bà hỏi: kế tiếp Thái Tử Điện Hạ có tính toán gì không? Trương Nhật Trần nhìn thấy cố nhân lúc trước tâm tình thật tốt, cười vui vẻ nói: đương nhiên là cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành thánh, bằng không thiên hạ nào có chỗ cho ta dung thân. Đương nhiên còn có một việc, người giúp ta đi làm. Có chuyện gì Điện Hạ cứ việc phân phó. Bạch Tô Bà Bà không mình hành lễ, dù đã qua 800 năm nhưng vẫn rất cung kính với Trương Dược Trần. Trong mắt Trương Dược Trần lộ ra thần sắc phức tạp, dừng một chút mới nói: giúp ta tra một chút, rốt cuộc lại rải ra tin tức ta là Thánh Minh Hoàng Thái Tử. Ta sẽ đi xử lý ngay. Bạch Tô Bà Bà rất coi trọng chuyện này, chuẩn bị tụi mình đi tra. Chậm đã, Trương Dược Trần gọi Bạch Tô Bà Bà lại, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một trái cây đưa cho nàng. Đây là ta từ ẩm phủ hái được thần quang quả, cũng không biết nó sinh trưởng bao nhiêu năm, hấp thu đại lượng thần khí của thần thị. Tuy không tính là thần dược, nhưng dược có thể giúp người kéo dài mấy chục năm. Điện Hạ, ngài vẫn giống như năm đó, có bất kỳ linh đan diệu dược gì cũng không quên chi cho chúng ta một phần. Bạch Tô Bà Bà không có từ chối, bởi vì nàng biết tính cách của Thái Tử Điện Hạ, đồ vật đã quyết định muốn đưa ra ngoài thì tuyệt đối không có khả năng thu hồi. Huống hồ thọ nguyên của nàng sắp hết, đích thực là rất cần thần quang quả. Bạch Tô Bà Bà ly khai động phủ không lâu, Trương Nhật Trần cũng đi ra ngoài. Ngoài động phủ chỉ có Tân Vũ Đồng còn chờ. Bạch Huyền Vũ và Bạch Huyền Sương đã theo Bạch Tô Bà Bà ly khai. Bái kiến Thái Tử Điện Hạ. Thần thái của Tân Vũ Đồng rất dịu dàng hành lễ,
mỗi một động tác đều cực kỳ ưu nhã, có chứa một loại mỹ cảm đặc biệt. Sau này ngươi không nên gọi ta là thái tử điện hạ, hiện tại ta còn không muốn công bố thân phận. Trương Nhật Trần nói. Dân, Tân Vũ Đồng nhẹ nhàng cười. Ba bà đã phân phó Vũ Đồng không thể tiết lộ thân phận của Trương công tử. Trương Nhật Trần lý quan đàng nhẹ gật đầu nói. Thống lĩnh doanh thứ tư Lưu Hóa Thành hiện tại có lẽ vẫn còn ở thành dược thứ bảy à? Trương công tử muốn đi giết hắn. Tân Vũ Đồng muốn ngăn cản Trương Nhật Trần, dù sao thân phận quán thực quá tô quý, một khi sơ sẩy sẽ không ai gánh vác được. Rất nhiều đại thần tiền triều sẽ coi Tân Vũ Đồng đàn thành tội nhân, nhưng Trương Nhật Trần đã đi ra Phượng Vũ Cung. Tân Vũ Đồng hít một hơi, thi triển thân pháp hóa thành thân ảnh yêu điều, lập tức đuổi theo, không dám bỏ mặc Trương Nhật Trần một mình đi mạo hiểm. Trương Nhật Trần cũng không phải người độc đoán xúc động, chỉ là bởi vì sở tác sở vi của Thương Long Quân và Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đã triệt để chọc giận tới hắn, cho nên hắn âm thầm thì nhất định phải chém giết 10 đại thống lĩnh, báo thù rửa hận cho những người bị chết kia. Vô luận phát sinh chuyện gì cũng không cách nào cải biến ý niệm trong lòng hắn. Đợi đến lúc Tân Vũ Đồng đuổi tới thành vực thứ bảy, Trương Nhật Trần đã cầm đầu Lưu Hóa Thành từ trong một tiểu viện không nhanh không chậm đi ra, theo thống lĩnh Thương Long Quân liên tiếp dẫn lạc, còn muốn đắc thủ nhất định sẽ càng ngày càng khó. Thời dịp tin tức Lưu Hóa Thành chết còn chưa khuếch tán, đêm nay ít nhất phải đi trảm thêm một vị thống lĩnh. Mặc dù vừa mới giết một vị bán thánh cấp 9, nhưng Trương Nhật Trần lại có vẻ rất tỉnh táo, ánh mắt nhìn Tần Vũ Đồng lộ ra vẻ hỏi thăm. Tần Vũ Đồng có thể nhìn ra Trương Nhật Trần không có mất đi lý trí, vì vậy nói, ta xác thực còn nắm giữ hành tung của một vị thống lĩnh Thương Long Quân khác. Vị nào? Trương Nhật Trần hỏi. Hàng sư phi tướng Thanh Nhật Thiền. Nàng là nữ thống lĩnh duy nhất, giống như Diêm Hồng Liệt, cũng là bán thánh cấp 9 hậu kỳ, bất quá luận chiến lực là cao hơn Diêm Hồng Liệt rất nhiều, ở trong 10 đại thống lĩnh bài danh thứ 3. Tần Vũ Đồng nói. Cảnh giới giống nhau, chiến lực là cao hơn Diêm Hồng Liệt rất nhiều, nàng hẳn lo các chủ bài nào đó. Trương Nhật Trần hỏi. Trương Nhật Trần không hề cuồng vọng tự đại, ngược lại là một người rất cẩn thận. Hắn có thể một kiếm giết chết Diêm Hồng Liệt, chủ yếu là vì vận dụng khắc độ kiếm pháp, khiến cho thời gian lưu tốc trở nên chậm chạp, xuất kỳ bất ý mới làm được nhất kích tất sát. Luận thực lực chân chính, Trương Nhật Trần cũng chỉ cao hơn Diêm Hồng Liệt một bậc, không chiếm ưu thế tuyệt đối. Hôm nay trong Thánh Minh Thành, lời đồn đổi lên bốn phía đều truyền là thời không truyền nhân Trương Nhật Trần giết chết ba vị thống lĩnh Thương Long Quân, còn lại mấy vị thống lĩnh nhất định sẽ có chỗ đề phòng. Trương Nhật Trần còn muốn sử dụng lực lượng thời gian và không gian đánh lén cũng không phải sự tình dễ dàng. Vừa rồi Trương Nhật Trần có thể giết chết Lưu Hóa Thành, chủ yếu là vì tu vi của Lưu Hóa Thành không cao, chỉ là bán thánh cấp 9 sơ kỳ mà thôi. Đối mặt đối thủ lợi hại hơn Diêm Hồng Liệt, Trương Nhật Trần nhất định phải thận trọng. Tần Vũ Đồng nói. Trong tay Thanh Nhật Thiền nắm giữ một kiện thiên gian thánh khí tên là băng phách thần đỉnh, có lực phòng ngự cường đại, còn có thể bộc phát ra lực lượng công kích khủng bố. Nếu Thanh Nhật Thiền vận dụng băng phách thần đỉnh, có thể dễ dàng đánh bại Diêm Hồng Liệt. Trong tay nắm giữ thiên gian thánh khí, muốn giết nàng ngược lại là có chút phiền toái. Trương Nhật Trần lộ ra thần sắc trầm tư, đột nhiên có chỗ cảnh giác, lập tức bắt lấy tay Tần Vũ Đồng cuốn đào vào lưu tinh ẩn thương y. Bá, Trương Nhật Trần vận dụng thủ đoạn không gian đa di, mang theo Tần Vũ Đồng trốn vào nơi hẻo lánh, thu liễm khí tức trên người. Ánh mắt của Trương Nhật Trần ngưng trọng, ở bên tai Tần Vũ Đồng thấp giọng nói một câu. Thân thể mềm mại của Tần Vũ Đồng tựa vào lòng Trương Nhật Trần, có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương truyền đến nhiệt lượng, tim không khỏi đập nhanh hơn, đang hết sức tò mò đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng giận! Một thanh âm tức giận vang lên như lôi đình chấn động toàn bộ thành vực thứ bảy. Sau một khắc, thanh uy cường đại từ trong phủ đệ Lưu Hóa Thành vẫn lạc truyền tới, kích xạ bốn phương tám hướng. Trong thành vực thứ bảy, vô số tu sĩ cảm giác thấp thỏm lo âu, quỳ phục trên mặt đất. Tần Vũ Đồng cảm nhận được trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn, giống như có một cây châm bén nhọn đâm vào người nàng. Cũng không phải đau đớn chân chính, mà là thánh điểm của thánh giả dò xét tới trên người nàng. Rốt cuộc minh bạch tại sao Trương Nhật Trần lại khẩn trương như thế. Nguyên lai hắn đã sớm phát giác được có thánh giả tới. Tần Vũ Đồng lập tức sử dụng ra một loại liễm khí thuật, thu liễm khí tức trên người. Đác đác, giờ phút này tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài truyền tới, cách hai người bọn họ càng ngày càng gần. Tần Vũ Đồng khẩn trương tới cực điểm, hai tay kìm lòng không được ôm chặt lấy Trương Nhật Trần. Một khi bị thánh giả phát hiện, đêm nay hai người bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Cách đó không xa, một thanh âm hùng hồn vang lên, cho người cảm giác lạnh khốc vô tình. Khí tức lưu lại đã đứt rồi, thủ đoạn của thời không truyền nhân quả như quỷ gì. Sau đó thanh uy khủng bố biến mất rất nhanh, vị thánh giả kia đã ly khai. Trương Nhật Trần và Tần Vũ Đồng ẩn thân ở trong lưu tinh động thương y, không dám mạo muội đi ra ngoài, một mực đợi nửa canh giờ mới cẩn thận từng ly từng tí ly khai thành vực thứ bảy. Xác nhận đã tới chỗ an toàn, Trương Nhật Trần mới thả Tần Vũ Đồng ra lưu tinh động thương y. Thân sắc Trương Nhật Trần trấn định tự nhiên,
lộ ra rất bình tĩnh, không có bởi vì cùng Vũ tiên tử xinh đẹp mê người tiếp xúc thân mật mà sinh ra thần thái khó xử. Tần Vũ Đồng mang màn che mặt, nhưng không ra thần sắc trên mặt, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: nghe thanh âm của hắn, hẳn là thống soái Thương Long quân. Trước kia người bái kiến hắn, Trương Nhật Trần hỏi. Tần Vũ Đồng nhẹ gật đầu, ôn nhu nói: ta đã từng đi Lăng Tiêu Thiên Dương phủ ca múa, bái kiến hắn một lần, nhớ kỹ thanh âm của hắn. Công tử làm sao sớm phát giác được thống soái Thương Long quân chạy tới? Trương Nhật Trần chắp hai tay sau lưng, bay lên nóc một kiến trúc tương đối cao, nhìn thành vực dưới chân, nói: tu vi của thánh giả đúng là rất cường đại, cũng chính bởi vì bọn hắn quá mức cường đại nên rất khó che giấu khí tức của mình. Ví dụ như Trì Giao Nữ Hoàng, tu vi của nàng đệ nhất thiên hạ, chính vì như thế nàng vừa rời Trung Ương Hoàng Thành, tin tức lập tức truyền khắp Côn Luân giới, căn bản không có nào lặng lẽ ly khai. Nhưng việc tu vi thánh giả cũng như thế, chỉ có điều thánh giả kém xa nữ hoàng, nhất cử nhất động của bọn hắn không có nào tạo thành chấn động cường đại như nữ hoàng. Hơn nữa bọn hắn cũng có thể ở trình độ nhất định che giấu khí tức trên người, chỉ có tu sĩ cường độ từ thực lực siêu việt bọn hắn mới có thể phát giác được hướng đi của bọn hắn. Tần Vũ Đồng rất thông minh, rất nhanh liền minh bạch ý tứ của Trương Nhật Trần. Cường độ từ thực lực của thống soái Thương Long quân không bằng công tử, cho nên nhất cử nhất động của hắn công tử đều rõ như lòng bàn tay. Trong vòng trăm dặm ta có thể thấy rõ nhất cử nhất động của hắn, vượt qua 100 dặm tên thực lực cảm ứng sẽ rất yếu, tối đa chỉ có thể cảm giác đến hướng đi đại khái của hắn. Trương Nhật Trần lại nói: nếu không có ưu thế từ thực lực, ta làm sao dám đại khai sát giới ở trong Thánh Minh Thành. Cường độ từ thực lực của Trương Nhật Trần đạt tới cấp 48, vượt qua tuyệt đại đa số thánh giả. Trừ phi Lăng Tiêu Thiên Vương tự mình thu liệm khí tức, núp trong bóng tối phục kích Trương Nhật Trần mới có cơ hội thành công. Bằng công thánh giả khác đến ngoài trăm dặm, Trương Nhật Trần cũng đã phát giác nguy hiểm, lập tức che giấu hoặc bỏ chạy. Đương nhiên, dùng thân phận của Lăng Tiêu Thiên Vương, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đi phục kích một tiểu bối bán thánh cảnh. Trương Nhật Trần lo lắng nhất là gặp được thánh giả tư thực lực. Số lượng thánh giả tư thực lực cực kỳ thưa thớt, không bằng 1/10 thánh giả võ đạo. Hơn nữa thánh giả tư thực lực phần lớn đều thuộc về Minh Văn Công Hội và Do Đạo, rất coi trọng thanh danh của mình, càng không có khả năng đi phục kích một tiểu bối bán thánh cảnh. Cho nên khả năng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ có thể mời được một vị thánh giả tư thực lực kỳ thực cũng không cao. Huống chi bọn hắn cũng không biết mục tiêu kế tiếp của Trương Nhật Trần là ai. Mặc dù mời được thánh giả tư thực lực, xác suất bắt được Trương Nhật Trần cũng cực kỳ thấp. Nghe Trương Nhật Trần giảng giải, Tần Vũ Đồng rốt cuộc hiểu được, lộ ra nụ cười ưu nhã. Dùng thủ đoạn của công tử, thập đại thống lĩnh của Thương Long quân nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Trương Nhật Trần lắc đầu nói: không có đơn giản như vậy. Lăng Tiêu Thiên Dương phủ rất có thể sẽ mời cường giả trên bán thánh bảng và bán thánh ngoại bảng để đối phó ta. Huống hồ ba vị thống lĩnh mạnh nhất trong thập đại thống lĩnh của Thương Long quân đều có thực lực cực kỳ đáng sợ, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mời cường giả trên bán thánh bảng và bán thánh ngoại bảng khẳng định dễ dàng hơn mời một vị thánh giả từ thực lực. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ rất có thể sẽ làm ra lựa chọn như vậy, đó không chừng đã liên hệ cường giả trên bảng. Bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Tần Vũ Đồng hỏi. Trương Dược Trường lạnh lẽo nói: ta sẽ đi ám sát Thanh Dược Thiền, bất quá ngươi phải giúp ta một tay. Sau đó Trương Dược Trường lấy ra Thiên Văn Thánh Khí Sinh Tử Kính đưa cho Tần Vũ Đồng, phân phó một câu: Thanh Dược Thiền nhất định sẽ có phòng bị, Thương Long quân và Lăng Tiêu Thiên Dương phủ cũng có khả năng làm ra một ít bố trí. Ta đoán không được sẽ gặp phải hung hiểm gì, thời khắc mấu chốt ngươi kích hoạt Sinh Tử Kính, đánh ra Thiên Văn Hủy Diệt Kình giúp ta một tay. Tần Vũ Đồng tiếp nhận Sinh Tử Kính, chỉ tốn hao nửa canh giờ liền nắm giữ nó thuần thục. Ngày sau đó hai người bọn họ triển khai thương pháp, biến mất ở trong màn đêm. Đại doanh Thương Long quân thành lập ở ngoài thành, bất quá mỗi một thành vực ở trong nội thành lại thiết lập một đốc quân phủ. Mỗi một đốc quân phủ binh sĩ thường trú đại khái khoảng 3.000, phụ trách quản lý trật tự trong thành vực. Mấy ngày gần đây tất cả thống lĩnh của Thương Long quân đều bị điều động trở về nội thành, lùng bắt hung thủ giết chết Hàng Ưng và Diêm Hồng Liệt. Thanh Nhật Thiền tọa trấn ở đốc quân phủ của thành vực thứ 24. Trừ lần đó ra còn có 4 vị bán thánh cao cấp khác đi theo ở bên cạnh đàng. Trong đốc quân phủ phòng thủ nghiêm mật, hơn nữa mở ra hộ phủ đại trận, mặc dù là thánh cảnh muốn xâm nhập vào cũng không phải sự tình dễ dàng. Thanh Nhật Thiền là một phu nhân chừng 30 tuổi, mặc thiên giáp lạnh như băng, dung mạo không tính xấu, nhìn ra được thời điểm trẻ tuổi nhất định là cực kỳ xinh đẹp. Bất quá đã không quá quan tâm dung mạo của mình, cũng rất ít tốn hao tâm tư bởi đó. Bởi vậy làn da thô ráp, có chút vàng vọt. Cũng không biết là ai có cừu hận với Trương Nhật Trần lớn như vậy, vậy mà nói hắn là Thánh Minh Hoàng Thái Tử 800 năm trước, hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Thanh Nhật Thiền cười lạnh, căn bản không tin lời đồn bên ngoài. Bên cạnh một vị bán thánh cao cấp nói: Bình bộ đã sớm điều tra Trương Nhật Trần kỹ càng, đối với lai lịch của hắn rõ như lòng bàn tay. Đúng lúc này
Tiếng bước chân vang lên, một binh sĩ bước nhanh chạy tới, nửa quỳ ở trước người Thanh Nhược Thiền, nói: "Bẩm báo thống lệnh đại nhân, thống soái và hai vị sứ giả đưa tin tức tới. Liệu thống lệnh đã dẫn lạc? Lệnh thống lệnh đại nhân phải cẩn thận đề phòng Trương Nhật Trần, đêm nay có thể sẽ tao ngộ ám sát." "Vừa rồi thống soái đã đưa tin nhắc nhở ta, tại sao lại phải hai vị sứ giả tới? Không tốt." Con mắt của Thanh Nhược Thiền co rụt lại, toàn thân bắn ra hàn quang, lập tức duỗi hai tay dùng tốc độ như tia chớp kết thủ ấn đánh tới binh sĩ nô quỳ trên mặt đất kia. Xẹt xẹt, hai thủ ấn hàn băng đánh tới vị binh sĩ nô quỳ trên mặt đất kia, trong khoảnh khắc đông lại thành khối băng. Ngay sau đó, khối băng hình người xuất hiện hơn 10 vết rạn, 3, 9, 5, 7, kể cả thiết giáp và huyễn dục toàn bộ đều hóa thành băng tinh. "Không phải Trương Nhật Trần." Sắc mặt Thanh Nhật Thiền đại biến, phát giác được sau lưng truyền ra lực lượng không gian chấn động. Cùng lúc đó, sát cơ ngập trời bạo phát ra, muốn thu về lấy nàng. Xôn xao, Trương Nhật Trần vượt qua không gian, nhanh chóng xông ra, lập tức thu lấy nam đạo thời gian ấn ký, dung nhập kiếm pháp, thi triển khắc độ kiếm pháp. Thời gian lưu tốc trở nên chậm chạp, tốc độ của kiếm lại trở nên nhanh hơn. Một chiêu này nhất định phải lấy tánh mạng của Thanh Nhật Thiền, cho nên Trương Nhật Trần vận dụng hai loại lực lượng thời gian và không gian. Nếu chiêu này giết không chết Thanh Nhật Thiền, kế tiếp chiến đấu sẽ rất gian nan. Hào quang lóe lên, mũi kiếm đã tới sau đầu Thanh Nhật Thiền, đục lộ mũ thiết giáp. Bỗng dưng dị biến phát sinh, chỉ thấy đầu lâu của Thanh Nhật Thiền tản mắt ra quang mang chói mắt. Một tiểu đỉnh phong cách cổ xưa từ trong đầu lâu bay ra, ngăn trở trọng yêu của kiếm. Bành! Một đạo tiếng kim loại va chạm đến tai nhức óc, sóng âm truyền đi, kiến trúc trong đấu quân phủ vỡ nát một mảng lớn. Tiểu đỉnh phong cách cổ xưa xoay tròn, ngưng kết thành 7 vòng hào quang màu xanh, hoàn toàn bao phủ Thanh Nhật Thiền vào. Người lại luyện băng phách thần đỉnh và đầu lâu của mình làm một thể. Trương Nhật Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc, dùng sinh mệnh lực cường đại của bản thánh cấp 9, mặc dù đâm xuyên trái tim cũng sẽ không lập tức chết đi. Ăn một ít thánh dược chữa thương hiếm quý là có thể chữa trị trái tim. Chỉ có đục lỗ đầu lâu, phá vỡ khí hải mới là phương thức giết chết bản thánh cấp 9 trực tiếp nhất. Nhưng Thanh Nhật Thiền lại luyện băng phách thần đỉnh vào đầu lâu, khiến cho đầu trở thành bộ vị phòng ngự kiên cố nhất. Trương Nhật Trần cũng bỏ qua cơ hội giết chết nàng tốt nhất. "Đã biết rõ trong tay bản thống lĩnh nắm giữ băng phách thần đỉnh, ngươi còn dám đến đây?" Thanh Nhật Thiền hừ lạnh một tiếng, thanh khí hùng hậu nhanh chóng vận chuyển, phát ra thanh âm ầm ầm. Năm thánh mạch giống như năm thánh sông rộng lớn. Thanh khí tung về phía đỉnh đầu, rót vào băng phách thần đỉnh. Tiểu đỉnh phong cách cổ xưa phát ra thanh quang tăng cường gấp 10 lần, nhẹ nhàng lắc lư thoáng một phát, lực lượng mênh mông cuồn cuộn trùng kích về phía Trương Nhật Trần. Bành! Trương Nhật Trần bay ra ngoài hơn 10 trượng. Vừa rồi một kích kia của Thanh Nhật Thiền bạo phát ra lực lượng vượt qua năng lực thừa nhận của Trương Nhật Trần, lục phủ ngũ tạng đều chấn động mãnh liệt, truyền đến đau nhức kịch liệt. Nói cho cùng, lực lượng của Trương Nhật Trần so sánh với bán thánh cấp 9 hậu kỳ vẫn có chênh lệch rất lớn. Chỉ có điều tạo nghệ của Trương Nhật Trần ở phương diện khác lại vượt xa bán thánh cấp 9 hậu kỳ, cộng thêm vận dụng lực lượng thời gian và không gian, cho nên mới có thể đối kháng bán thánh cấp 9 hậu kỳ. Cứng đối cứng, Trương Nhật Trần sẽ thua thê thảm. Thanh Nhật Thiền duỗi ra bàn tay nâng cổ đỉnh, lộ ra thần sắc bệ nghệ, nói: "Trương Nhật Trần, ngươi đạt tới bán thánh cảnh mới không đến một năm, đã dám ám sát bán thánh cấp 9, thực cho rằng khống chế không gian và thời gian là có thể vô địch sao?" Trương Nhật Trần vận chuyển thanh khí một chu thiên, cảm giác đau đớn ở tạng phủ lập tức biến mất, cười vui vẻ, nói: "Tuy ta đạt tới bán thánh cảnh mới không đến một năm, nhưng thời gian ta tu luyện là không chỉ một năm. Bản thống lĩnh đạt tới bán thánh cảnh đã có trăm năm, trăm năm tích lũy không phải một tiểu bối như người có thể tưởng tượng." Thanh Nhật Thiền trấn định tự nhiên, có phong độ phi phàm. Trương Nhật Trần cũng từ trên người Thanh Nhật Thiền cảm nhận được áp lực không nhỏ. Loại áp lực này ở trên người Lưu Hóa Thành, Diêm Hồng Liệt, Hàn Ưng, Quách Lỗ là chưa từng có, làm cho Trương Nhật Trần càng thêm chú ý cẩn thận. Bốn vị bán thánh cao cấp từ bốn phương tám hướng bay tới, riêng phần mình nắm giữ một cây chiến kỳ, bố trí ra chiến trận. Trong trận pháp hiện ra ngàn vạn hư ảnh quỷ hồn, có tóc tai bù xù, có cưỡi mang thú, có tay cầm trường thương, toàn bộ đốc quân phủ trở nên quỷ khí um tùm. Những hư ảnh quỷ hồn kia gia trì ở trên người bốn vị bán thánh cao cấp. Bốn vị bán thánh cao cấp giống như hóa thành bốn quỷ vương, tản mắt ra khí tức có thể so với bán thánh cấp 9. Thanh Nhật Thiền cười lạnh: "Ha ha, bản thống lĩnh đã sớm ngồi tới, người nhất định sẽ đến, cho nên sớm mời công chúa của Dưỡng Quỷ cổ tộc chuẩn bị cho người một bộ tứ cực quỷ dương trận." "Công chúa của Dưỡng Quỷ cổ tộc?" Ánh mắt Trương Nhật Trần có chút khác thường. Trong đốc quân phủ vang lên tiếng tỳ bà du dương. Trương Nhật Trần nhìn qua, chỉ thấy trong đền đài xa xa ngồi một thiếu nữ mặc váy dài màu đen như mực, thân thể mềm mại giấu trung tâm một đoàn quỷ vụ. Con tay của nàng vừa mịn vừa dài, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, khải ra nhạc khúc bi thương. Trừ lần đó ra, sau lưng thiếu nữ còn đứng hai vô thường một đen một trắng. Hai vô thường đều cao hơn 3 mét, trên người quấn quít xích sắt, nhìn cực kỳ cao lớn, đồng thời cũng cho người một loại cảm giác quỷ khí ung tùm.
Trương Nhật Trần rõ ràng nhớ rõ công chúa của Dương Quỷ cổ tộc Phong Ngân Thiền và cả thiên cổ tộc Âm Huyền Kỷ bị vây ở âm phủ nha. Hôm nay thông đạo giữa âm phủ và cung lương giới đã bị thạch phù của thiên cốt nữ đế trấn trụ, bọn hắn làm sao có thể trốn về? Thiếu nữ ngồi trong quỷ phù đình chỉ khải đàn, tự nhiên nói: Âm phủ từ biệt, bản công chúa đối với ngươi là cực kỳ tưởng niệm. Trương Nhật Trần, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Ngươi là Phong Ngân Thiền, Trương Nhật Trần nói. Thiếu nữ ôm tì bà cười ha ha, thanh âm rất có lực xuyên thấu, nói: Ha ha, ngươi không ngờ. Đích thực là có chút ngoài ý muốn, Trương Nhật Trần nói. Thanh Nhật Thiền một tay nâng băng phách thần đỉnh, một tay vắt chéo sau lưng, cất cao giọng, nói: Bản thống lĩnh đã sớm bố trí hết thảy, chỉ chờ ngươi chui vào, có thể thu lưới rồi. Ta đã sớm ngờ tới, muốn giết ngươi cũng không phải một sự tình dễ dàng. Trương Nhật Trần rất thông dong trấn định, lại bỏ thêm một câu: Đương nhiên, ngươi muốn bắt ta, chỉ sợ cũng không phải sự tình dễ dàng. Thanh Nhật Thiền cười lạnh, nói: Ha ha, dựa vào bố trí trong đốt cung phủ còn chưa đủ bắt ngươi. Trương Nhật Trần lắc đầu, ngữ khí rất cương ngạnh, nói: Còn kém một chút. Cả đốt quân phủ không chỉ có tướng cực quỷ vương trận, còn có Thanh Nhật Thiền và cường giả dưỡng quỷ cổ tộc, tuyệt đối được xưng đồng rồng hang hổ. Mặc dù là cường giả trên bán thánh bảng và bán thánh ngoài bảng giá lâm, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Trương Nhật Trần lại có nắm chắc rồi đi. Thanh Nhật Thiền không muốn chờ đợi thêm nữa, để ngừa có biến, lập tức hạ lệnh: Động thủ! Bốn vị bán thánh cao cấp tay cầm chiến kỳ, dẫn động gạt vạn quỷ hồn công kích về phía Trương Nhật Trần. Đạt được quỷ hồn gia trì, lực lượng của bốn vị bán thánh cao cấp trở nên cực kỳ cường đại. Trong đó một lão giả tóc đỏ vung chiến kỳ lên, cuốn theo gió lạnh đánh ra miếng gà quỷ ảnh. Đứng ở vị trí của Trương Nhật Trần nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy thiên quân vạn mã đồng thời lao qua, binh qua thiết kỵ, vạn tên cùng bắn, giống như muốn thôn phệ hắn. Xôn xao, trong cơ thể Trương Nhật Trần một cổ khí tức dương cương mênh mông cuồn cuộn tràn ra, khiến cho thân thể biến thành màu đỏ thẫm, thậm chí tỏa ra ánh lửa. Tu luyện thành Long Tượng Bàn Nhật Trưởng chương thứ 9, khí tức dương cương trong cơ thể Trương Nhật Trần là gấp nghìn lần thường dân. Quỷ sát và vong linh e ngại nhất là khí tức dương cương và hào nhiên chính khí. Thiên thủ Long Tượng, hai tay Trương Nhật Trần cùng lúc vỗ ra, thi triển Long Tượng Bàn Nhật Trưởng chương thứ 8, bộc phát ra 35 lần lực công kích. Khí tức dương cương đương theo chuẩn lực cùng nhau công kích qua. Ầm ầm, trong chốc lát mấy trăm quỷ hồn nước vỡ thành sương mù, lão giả tóc đỏ cũng bị đánh bay. Lão giả tóc đỏ lộ ra thần sắc kinh dị, lập tức lui về phía sau, hai tay nắm bắt chiến kỳ chạy ra máu tươi. Trương Nhật Trần giật mình, phải biết vừa rồi đánh ra chuẩn ứng cấp bậc đã là thánh thuật, lại chỉ đánh lão giả tóc đỏ bay ra ngoài, không thể trọng thương hắn. Đạt được quỷ hồn gia trì, thực lực của bốn vị bán thánh cao cấp lại mạnh đến trình độ như vậy, cùng một chỗ đồng thủ, tốc chiến tốc thắng. Thanh Nhật Thiền đánh bằng phách thần đỉnh ra ngoài, cổ đỉnh càng ngày càng lớn, cuối cùng tương đương một cung điện, tạo bắn ra lực lượng khủng bố rung động nhân tâm. Băng phách thần đỉnh phát ra hàn khí, càng làm cho đốt quân phủ biến thành băng thiên tuyết địa. Xa xa, Phong Ngân Thiền lần nữa khải đàn đi bà, ngón tay như bay tổ một khúc nhạc sát phạt, cho người cảm giác mưa gió nổi lên. Trương Nhật Trần, hai nhô thường dương tiện đưa ngươi xuống địa ngục, nhớ phải trả lại da, ha ha. Tiếng cười của Phong Ngân Thiền giống như chuông bạc vang lên, nàng thả người nhảy lên, triển khai dáng người xinh đẹp rơi xuống trên nóc đình. Hai vô thường vương bay ra ngoài, từ hai phương hướng khác công kích Trương Nhật Trần. Hai vô thường vương đều cắn nuốt mấy trăm vô thường bình thường, không ngừng tiến hóa, tu vi đã rất tiếp cận quỷ vương, chỉ thiếu vượt qua quỷ kiếp là có thể thoát biến. Nhiều âm binh như vậy, xem ra phải 12 vị tăng nhân đến siêu độ mới được. Ở trước đó, Trương Nhật Trần đã câu thông với Đại Tư Không và Dị Tư Không trong Càn Khôn Thường Mục Đồ, bọn hắn nguyện ý đi ra siêu độ vong linh. Mời bọn hắn đi ra giết người sẽ dính vào nhân quả, sẽ rất bất lợi cho bọn họ tu hành. Nhưng mời bọn hắn đi ra siêu độ vong linh lại có rất nhiều chỗ tốt. Thời điểm siêu độ vong linh cũng là ma luyện phật tâm của mình. Đương nhiên Trương Nhật Trần lại có chút lo lắng, bọn hắn có tìm hiểu qua kinh văn siêu độ vong linh hay không? Đặc biệt là Đại Tư Không, thấy thế nào cũng không giống như một hòa thượng biết niệm kinh Phật. Trương Nhật Trần thả Đại Tư Không và Dị Tư Không từ trong Càn Khôn Thường Mục Đồ ra. Hai tăng đứng ở hai bên Trương Nhật Trần, chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm, toàn thân tản mát ra phật quang chói mắt. Trong chốc lát, toàn bộ đốc quân phủ vang lên phật âm xa xăm, khiến cho quỷ hồn trong tứ cực quỷ vương trận bị kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Thanh âm của Đại Tư Không hùng hồn, trung khí mười phần, nói: Những dòng linh này đẳng cấp quá thấp, một cuốn giảng sinh kinh đủ để siêu độ các ngươi. Dị Tư Không lắc đầu, nói: Giảng kinh sinh chỉ có thể dùng để siêu độ vong hồn của phàm nhân, đối với âm binh bị thế luyện qua không có tác dụng quá lớn. Thần sắc của Đại Tư Không rất tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, cười nói: Vậy thì một cuốn vô lượng thọ kinh đủ để cho chúng bụi quy bụi, đất gì với đất, A Di Đà Phật. Vô lượng thọ kinh công đức cực lớn,
uy lực vô tận. Sư tôn nói đó là để dùng để siêu độ quý dương. Nhị tư không nói, đại tư không và nhị tư không lộ ra rất thần thánh, giống như hai vị cao tăng đắc đạo. Mặc dù là Phong Ngân Thiền cũng lộ ra thần sắc lo lắng, bởi vì vạn Phật đạo có mấy cuốn chân kinh đích thực là có thể siêu độ âm binh do dưỡng quỷ cổ tộc luyện chế ra. Thanh Nhược Thiền động dung, làm sao cũng không ngờ tới Trương Nhược Trường lại mời đến hai vị cao tăng Phật đạo. Nếu Phong Ngân Thiền mang đến âm binh bị siêu độ, như vậy ưu thế sẽ phát sinh nghịch chuyển. Trương Nhược Trường thúc giục, các ngươi còn không bao niệm kinh siêu độ chúng đi. Không biết niệm, đại tư không rất thản nhiên nói. Trương Nhược Trường sửng sốt, ngay sau đó trên trán tác ra một đám hắc tuyến, sinh ra xúc động muốn bắn người. Hòa thượng không biết niệm kinh, người còn đó kiêu ngạo như vậy, người còn đó đắc ý như vậy, còn có mặt mũi xưng tăng ăn tiền hương hỏa của chúng sinh. Phong Ngân Thiền và Thanh Nhược Thiền thì thở dài, không hề có bất kỳ cố kỵ, toàn diện phát động công kích. Bần tăng Phật hiệu cao thâm, mặc dù không biết niệm kinh siêu độ, nhưng dựa vào đám đấm cũng có thể hàng quỷ trung ma. Đại tư không trừng mắt, hai tay niết quyền. Sau một khắc, một hư ảnh bạch hổ dài hơn 10 thước hiện ra sau lưng của hắn. Hắn đột nhiên xông ra ngoài, một mình nghênh tiếp hai vô thường vương. Gào! Đại tư không vung đám đấm, phát ra thanh âm hổ khiếu sơn lâm, đánh hai vô thường vương lui hơn 10 trường. Phong Ngân Thiền cảm giác kinh hãi, hai vô thường vương liên thủ vậy mà ngăn không được một tên hòa thượng. Chẳng lẽ là cường giả trên bán thánh bản và bán thánh ngoại bản? Phong Ngân Thiền không kịp cẩn thận suy tư, đại tư không lại công tới, đánh hai vô thường vương tan tác, làm cho chúng chỉ có thể bại lui. Trong tứ cực quỷ vương trận, nhị tư không ngồi dưới đất, từ trong lòng ngực lấy ra một cuốn kinh văn, bắt đầu đọc kinh siêu độ. Trong miệng hắn phun ra vô số phật văn màu vàng, nhanh chóng lan tràn bốn phía. Phật văn rơi xuống trên người âm binh, lập tức tinh lọc sát khí trên người chúng, sau đó âm binh hóa thành từng quan điểm rơi xuống, chìm vào bùn đất. Đại tư không không biết niệm kinh siêu độ vong linh, nhưng nhị tư không lại biết, hơn nữa trình độ phương diện này còn cực cao, lợi hại hơn rất nhiều thánh phật. Đồ tôn của Phật đế cũng không phải hư danh nói chơi. Giờ phút này nhị tư không niệm chính là Địa Tạng kinh, có thể siêu độ hết thảy âm sát dưới quỷ vương. Nhị tư không ngăn chặn tứ cực quỷ vương trận, áp lực trên người Trương Nhược Trần buông lỏng, nhìn về phía Phong Ngân Thiền nói, hiện tại đến phiên chúng ta giao phong. Mặc dù chỉ bằng thực lực của bản thống lĩnh cũng đủ để trấn áp ngươi. Phong Ngân Thiền hừ lạnh, dẫn động băng phách thần định kích xuống, trấn áp Trương Nhược Trần. Băng phách thần định khổng lồ như một cung điện, tạo bắt ra ánh sáng chói lọi, hoàn toàn tập trung Trương Nhược Trần, khiến cho hắn căn bản không có đào trốn tránh. Phá cho ta! Trương Nhật Trường đánh ra một đạo không gian liệt vùng, đón đánh băng phách thần đỉnh. Soạt, băng phách thần đỉnh lay động mãnh liệt, đỉnh thân trở nên lúc lớn lúc nhỏ, quỹ tích phi hành lúc trái lúc phải, thay đổi liên tục. Vậy mà né qua không gian liệt vùng, đập tới đỉnh đầu của Trương Nhật Trường. Trương Nhật Trường không kịp đánh ra đạo không gian liệt vùng thứ hai, chỉ phải vận dụng trong y cổ kiếm, thi triển cửu sinh kiếm pháp ngăn cản. Ngạnh bính một chiêu, Trương Nhật Trường bị chút vết thương nhẹ, rút lui về phía sau, dẫm ra từng dấu chân thật sâu. Cự ly xa giao phong, căn bản không có nào phát huy ra ưu thế của kiếm đạo. Thời gian và không gian, ta khẳng định không phải đối thủ của nàng. Chỉ có kéo gần khoảng cách, ta mới có thể chiếm thượng phong, áp chế nàng. Trương Nhật Trần nghĩ thấu điểm này, lập tức lao tới. Bá bá, nhảy mắt thi triển ba lần không gian đa di, Trương Nhật Trần biến hóa ba lượt phương vị, lưu lại bốn bóng dáng xuất hiện ở trước người Thanh Nhật Thiền. Thanh Nhật Thiền phát giác được không ổn, lập tức vận chuyển thanh khí, chuẩn bị thu hồi băng phát thường đỉnh, ngăn cản Trương Nhật Trần công kích. Lôi đình nhất kích. Trương Nhật Trần thi triển một chiêu trong chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, trong miên của kiếm phóng ra mấy trăm đạo kiếm khí rộng rạp chằng chịt, hoàn toàn bao phủ Thanh Nhược Thiền vào. Chân nhất lôi hỏa kiếm pháp chính là kiếm pháp thánh thuật của Thao Thiên Kiếm Nhất Mạch, có thể dẫn động cửu thiên thần lôi và đại địa chân hỏa thay đổi liên tục, uy lực vô tận. Theo Trương Nhật Trần đông ra một kiếm, phương viên tầm hơn 10 trượng ngưng kết ra hơn 10 tia lôi điện, đồng thời kích ra trên người Thanh Nhược Thiền. Đúng. Mặc dù tu vi của Thanh Nhược Thiền tâm hậu, nhưng vẫn bị lôi điện phá vỡ phòng ngự, toàn thân cháy đen, tắt ra từng sợi khói xanh. Thời khắc mấu chốt, băng phách thần định bay trở về, Thanh Nhược Thiền nâng băng phách thần điện, rốt cuộc ngăn trở mũi kiếm của trồng yêu cổ kiếm. Thanh Nhược Thiền ổn định thân hình, hét lớn một tiếng: Trương Nhược Trần, bản thống lĩnh của băng phách thần đỉnh, tiếng có thể công, lưu có thể thủ, người có thể làm khó dễ được ta? Đồng dạng là thiên gian thánh khí, cũng có cao thấp phân chia. Trương Nhật Trần công tới, không ngừng thi triển ra chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, đánh về phía băng phách thần đỉnh. Không gian không chỉ ngưng kết ra lôi điện, còn có địa hỏa xuất hiện, đánh cho Thanh Nhật Thiền chỉ có thể bị động phòng ngự. Mặc dù trong tay nắm giữ băng phách thần đỉnh, Thanh Nhật Thiền vẫn bị thương, áo giáp trên người vỡ vụn, làn da thẩm thấu ra máu tươi. Thánh khí trong cơ thể Trương Nhật Trần giống như vô cùng vô tận, không ngừng thi triển thánh thuật, lại không xuất hiện hiện tượng thánh khí khô kiệt. Liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, Trương Nhật Trần nắm lấy cơ hội,
thi triển khắc độ kiếm pháp xuyên qua băng phách thân đỉnh, cắt qua cổ của Thanh Dược Thiền. Phốc phốc, yết hầu của Thanh Dược Thiền bị cắt đứt, trong yên cổ kiếm lưu lại một tơ máu thật dài. Tu sĩ võ đạo bị thương như vậy, hạng vai chết không thể nghi ngờ. Nhưng Thanh Dược Thiền vẫn chưa chết, chỉ rút lui về phía sau, nhanh chóng phong bế huyết mạch ở cổ. Nhị Tư Không đã phá vỡ tứ cực quỷ vương trận, đánh bay bốn vị bán thánh cao cấp, làm cho bọn hắn trọng thương té trên mặt đất. Phong Ngân Thiền cũng thua trong tay Đại Tư Không, mang theo hai vô thường vương trốn ra đốt quân phủ. Trong mắt Thanh Dược Thiền lộ vẻ thường sắc phẫn nộ, khàn khàn nói: "Trương Dược Trần, lúc này đi là bản thống lệnh tính sai, lần sau nhất định trương giết ngươi, sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào." Lúc nói chuyện, phần cổ của nàng lần nữa tuôn ra rất nhiều máu tươi. Xôn xao, trên lưng Thanh Dược Thiền dài ra một đôi cánh vẻ màu xanh, hóa thành lưu quang xông ra đốt quân phủ, nhanh chóng bò chạy. Trốn ở chỗ nào? Trên mặt đất, một tiếng khẽ kêu vang lên. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một thân hình yếu điệu, tay cầm cổ kính chiếu rọi lên không, một cột sáng màu đỏ như máu bay thẳng lên, đánh về phía Thanh Dược Thiền muốn chạy trốn. Trong cột sáng mang theo tiên vang hủy diệt kình, khiến cho bầu trời sau lưng Thanh Dược Thiền đỏ như máu. Bị bất đắc dĩ, Thanh Dược Thiền chỉ phải điều động thanh khí toàn thân rót vào băng phách thần đỉnh, cũng kích phát ra thiên văn hủy diệt kình, ngăn cản lực lượng của sinh tử kính. Giết! Trong mắt Trương Dực Trần hiện ra hàng quang, ngón tay điểm tới, trong yên của kiếm bay ra ngoài, hóa thành ô quang xuyên thấu từng tầng phòng ngự trên người Thanh Dược Thiền. Phù, đụng lỗ nhục thể của nàng. Thanh Dược Thiền kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Trương Dực Trần thu hồi trong yên của kiếm, vọt về phía Thanh Dược Thiền, muốn thu diệm nàng trọng thương triệt để gạt bỏ. Tiểu bối, ngươi dám! Chân trời, một cổ thanh uy huy hoàng phô thiên cái địa lao qua, khiến cho bầu trời bị mây đen bao phủ, nổi lên gió lạnh lăng lệ ác liệt. Thông soái Thương Long Quân tuy còn chưa đuổi tới, nhưng lại cách hư không ném trường mâu ra ngoài. Trường mâu giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, phát ra thanh âm bầm bầm, đánh về phía Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần rất quyết đoán, một kiếm chém xuống đầu lâu của Thanh Dược Thiền, lấy đi băng phách thần đỉnh, sau đó thi triển không gian đa di đào tẩu. Trường mâu đục lỗ tàn ảnh của Trương Nhật Trần, đứng ở trên mặt đất, bộc phát ra tiếng nổ mạnh điếc tai nhức óc. Trong khoảnh khắc, dùng trường mâu làm trung tâm, mặt đất vỡ vụn, đồng thời lún xuống, toàn bộ thành vực chấn động. Bị cổ lực lượng kia xung kích, thành vực xông ra hơn 1.000 cột sáng, mấy trăm trận pháp phòng ngự đồng thời kích hoạt. Đợi đến lúc bụi đất tan hết, mới phát hiện đốt quân phủ đã biến thành hố to. Dưới đáy hố chỉ có một cây trường mâu thẳng đứng, tuôn ra từng sợi hỏa diễm. Thời điểm thông sái Thương Long Quân đuổi tới, Trương Dực Trần đã thu Đại Tư Không và Nhị Tư Không vào càn khôn thượng bộc đồ, sử dụng lưu tinh ẩn thương y bao trùm tầng vũ đồng, ôm đàn nhanh chóng bỏ chạy, mất đi tung tích. Trong bầu trời đêm chỉ còn lại tiếng rống giận dữ của thông sái Thương Long Quân. Đến một khu vực không người, Trương Dực Trần mới ngừng lại, nửa quỳ trên mặt đất, ho ra một ngụm máu tươi. Điện hạ! Tần Vũ Đồng lộ ra từng sắc lo lắng, nhiều Trương Dực Trần đứng lên, hai tay của nàng truyền đến cảm giác ấm ướt. Rất nhanh để bị máu tươi nhuộm đỏ, chỉ thấy trước ngực của Trương Dực Trần có một vết máu dài nửa xích, sâu thấy xương, làm cho người cảm giác sợ hết cả gai ốc. Vừa rồi thông soái Thương Long Quân đánh ra trường mâu, chỉ kém một ít sẽ xuyên thấu bộ ngực của hắn. Trương Dực Trần ngồi dưới đất, vận chuyển thanh khí một chu thiên, hóa giải tàn lực, miệng vết thương không chảy ra máu nữa. Hắn thở ra một hơi thật dài, nhìn Tần Vũ Đồng nói: "Ta còn phải đi làm một chuyện, ngươi về phần vũ cung trước đi." Tần Vũ Đồng nhíu mày nói: "Thế nhưng điện hạ lại bị thương rất nặng, đi lập tức trở về chữa thương." "Yên tâm, trước khi thương thế không khỏi hẳn, ta sẽ không đi làm sự tình không có nắm chắc. Xong sự kiện kia, ta sẽ lập tức trở về." Trương Dực Trần đứng dậy, dáng người cao ngất, tản mát ra khí chất lỗi lạc, tiêu sái, tự tin. Sau đó hắn sử dụng lưu tinh ẩn thân y bao trùm thân thể, triển khai thương pháp, biến mất trong đêm tối. Trương Dực Trần muốn đuổi theo giết Phong Ngân Thiền, không hy vọng đàn đào tẩu, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Phong Ngân Thiền khống chế hai vô thường vương, bạo phát ra chiến lực có thể so với cường giả trên bán thánh ngoại bảng. Hơn nữa cũng không biết nàng còn có thủ đoạn khác hay không. Dẫn quỷ cổ tộc và cản thiên cổ tộc ở thời kỳ đỉnh phong có thể đối kháng bất tử huyết tộc, làm công chúa của dưỡng quỷ cổ tộc nhất định sẽ có rất nhiều ác chủ bài lợi hại. Tu vi hiện tại của Phong Ngân Thiền cũng không phải rất mạnh, chỉ cần Đại Tư Không và Nhị Tư Không ngăn trở hai vô thường vương, Trương Dực Trần có lòng tin giết nàng. Phong Ngân Thiền chạy ra đốt quân phủ, mang theo hai vô thường vương bị thương, nhanh chóng phi hành lao về phía khu vực trung tâm của Thánh Minh Thành. Thời điểm Trương Dực Trần sắp đuổi theo Phong Ngân Thiền, nàng lại trước một bước trốn vào Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Thanh Dực Thiền có thể mời nàng đối phó Trương Dực Trần, như vậy dưỡng quỷ cổ tộc và Lăng Tiêu Thiên Vương phủ nhất định là có hợp tác rất sâu. Dẫn một bước để cho nàng đào thoát, sau này nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Trương Dực Trần hít một hơi, dừng bước lại, không có tiếp tục truy kích. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cũng không phải phủ đệ, mà là một cung thành cổ xưa, tạo mắt ra cổ vận, làm cho người cảm giác khí thế hào hùng. Trước cửa cung, quảng trường rộng lớn, toàn bộ dùng ngọc thạch vàng cứng lát thành. Tường thành cao ngất, tự như sơn lĩnh màu đen, có đường vân lôi điện lưu động ở trên mặt tường,
tạo bắn ra khí tràng tráng lệ. Đứng ở trên mặt đất, nhìn ra tường thành xa xa, có thể trông thấy từng cung điện hoa lệ đỏ thẫm. Có lầu cát giữa sơn thể xây dựng, một mực xây đến trong mây, phát ra ánh sáng giống như ngôi sao, cho người cảm giác thần bí mờ mịt. Bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đề phòng sông nghiêm, thỉnh thoảng sẽ có một đội cấm vệ cửa sư hộ mang thú tay cầm trường thương dò xét đi qua. Xa xa, Trương Dực Trần nhìn về phía tấm biển ở cổng chính, nhìn ba chữ Lăng Tiêu Cung kia, hai mắt hắn còn lại cảm giác rất chướng mắt. 800 năm trước, văn tự trên biển là Minh Đế Cung, hoàng cung của Thánh Minh Đế Quốc. Trương Dực Trần lấy ra một thanh kiếm, để nó lơ lửng ở giữa không trung, lại lấy ra đầu lâu của Lưu Hóa Thành và Thanh Dực Thiền. Kiếm quang lóe lên, Hóa Thành lưu quang bay ra ngoài, mang theo hai đầu người máu chảy đồng đìa đến ở trên tấm biển. Bành, kiếm khí cường đại chấn tấm biển chia năm xẻ bảy, hai cái đầu người thì đính ở trên tường. Trong nháy mắt, dùng cửa cung làm trung tâm, minh vàng rộng rạp chẳng chỉ hiện ra, hình thành trận pháp phòng ngự bao phủ cái Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Người nào dám lớn mật như thế, lại dám công kích Thiên Vương phủ? Một tiếng quát lớn vang lên, chấn linh khí thiên địa lắc lư mạnh liệt. Có người dám công kích Lăng Tiêu Thiên Vương phủ? Sinh linh thánh cảnh cũng không có lá gan lớn như vậy. Tu sĩ ở khu vực chung quanh đều bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Ngoà tàu, có người sử dụng kiếm chém đát tấm biển của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, chẳng lẽ muốn tuyên chiến với triều đình sao? Ai mãnh liệt như vậy, có bị bắt hay không? Trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ vang lên rất nhiều âm thanh xé gió, xông ra từng bóng người. Những binh sĩ kia tuần tra cũng giống trống khuy chiên, tụ tập đến cửa cung, rút ra chiến binh, khi thế dừng của bà kiếm. Mau nhìn, đó là đầu lâu của Lưu thống lĩnh và Thanh Dược thống lĩnh. Có người giết bọn hắn. Một thanh âm hoảng sợ vang lên, hai vị thống lĩnh bị giết, tấm biển bị hủy. Không thể nghi ngờ là hung hăng tát Lăng Tiêu Thiên Vương phủ một cái, khiến cho Thiên Vương phủ mất hết mặt mũi. Một vị thánh cảnh của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ hiện thân, hạ mệnh lệnh: lập tức phong tỏa toàn bộ Thanh Dược, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tổ. Khiêu khích Lăng Tiêu Thiên Vương phủ chỉ có một con đường chết. Đợi đến lúc thành vực bị phong tỏa, Trương Dực Trần đã chạy ra ngoài, lần nữa trở lại Phượng Vũ Cung. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, trong nội cung điện rộng lớn, một đám bá chủ y chấn Thánh Minh Thành tụ tập, thương nghị sách lược đối phó Trương Dực Trần. Kể cả năm vị thống lĩnh của Thương Long Quân, ba người trong tứ đại công tử, công chúa của Dưỡng Quỷ cổ tộc Phong Ngân Thiền, cản thiên cổ tộc đệ nhất nhân kiệt Âm Huyền Kỷ, trừ lần đó ra, một vị thánh giả của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ và thống soái Thương Long Quân cũng dùng chân thương hàng lâm. Trận thế như vậy, mặc dù là sinh linh thánh cảnh cũng kinh hãi. Ai có thể tưởng tượng bọn hắn lại thương nghị làm sao bắt một tiểu bối bán thánh cấp 5, hoặc là đói làm sao giết chết hắn. Dáng người Phong Ngân Thiền nhỏ nhắn, bên ngoài như một thiếu nữ 14-15 tuổi, trên thực tế đó cũng không phải nhục thể của nàng. Nhục thể của nàng lưu ở âm phủ, căn bản không thể mang ra. Nàng và ông Huyền Kỷ chỉ có thánh hồn chạy ra âm phủ. Thân thể hiện tại là từ trong vô số cổ thi vạn năm của cản thiên cổ tộc chọn lựa ra, cùng thánh hồn của nàng phù hợp tới 70%. Chủ nhân của thân thể từng là một vị thánh cảnh vạn năm trước, mặc dù sống gần ngàn năm nhưng bộ dáng chỉ hơn 10 tuổi, sau này chết đi dung mạo cũng không cải biến, hơn nữa vạn năm bất hủ. Hết tập 206. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.